Cái trò trà nâng cứ miền ca bị phía xa khía là viên phía kỳ từng pi nâng thua láng chạp tăng bị thương tật mẹ. Còn tái cổ là phía bị phía xa khía đòi lớn lớ nâng trù trù tê hay là nâng phía kỳ từng pi nâng cổng nâng bao cái trò trà ca bị thương chăn mà sao mình nó tê. Còn tái đại sao phá mô bởi dìa rồi hôn mà đòi thương tật ní hay không cái trò trà ní. Cứ phía kỳ từng pi bao cái trò trà nâng thân nạc nạc bỏ tì phù vì bố cái trò trà nâng buôn lơ ta hơi. Lực tìm mũi cả bên ngay tìm mà phê bằng bầy khai công phê ảnh thân nạc bỏ tìm phú đá. Lực tìm bí ở ngay tìm bầy khai mi ná có cả nạc bỏ tìm phú đá. Tại lực tìm bốn cả bên ngay tìm bớt nâng thân nạc rốt mần trái cả bỏ rốt tê. Cứ rốt mần trái cả bỏ rốt tê là bỏ phật tê rú xí sơ gê la rô. Nâng rốt mần trái cả bỏ rốt tê là bỏ phật tê ôi kren đi mi trô cú lý bà. Hai công miên ca xâm rộp xâm rúl. ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទួរគីកាលហ្នឹងធ្វើនៅទួរគីគឺមែវលូតកាវូសូក្លូដូច្នេះកិច្ចចរចាបីលើកន្លងមកហ្នឹងគឺមានតែម្លើកទេធ្វើនៅប្រទេសទួរគីហ្នឹងឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥឡូវហ្នឹងកិច្ចចរចាក៏ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងឋានៈជាគណៈប្រតិភូដែរប៉ុន្តែការចរចាហ្នឹងអត់ផ្ទាល់ទេការចរចានឹងថ្ងៃអង្គារហ្នឹងមិនផ្ទាល់ទេ cứ thuê tam video cứ thuê tam tên video hỏi phía kỳ từng pi nâng cầm phong tài riêng trong âm pi bật thiên bọt xâm khăn hay đại bắt đầu xâm khăn chiên kê nâng nơi khăn ông chùm nuộp cho cha nâng cứ miền bay chùm nội xâm khăn chiên kê tìm mũi cái ceasefire cứ bọt chụp bánh đại chỉ ca tìm tiêm mà đoàn hai mà đoàn tiết hai từ bay lược cái lon tơ này kẹt cho chán nó phải ra chơi là hốt bị bọt chụp bánh nâng chắc là lớn nó còn nơi lược tiệt bị bọt chụp bánh nâng bị pruo vì chỉ cao sẽ chứ là bỏ phía kia khang ủy kèn hay chấm nói tí pí cứ immediate withdrawal of troop cứ ủy khang ủy kèn nâng tiêm tía ủy khang rú xí độ tọp ủy lươn chanh bị khang bởi tế ủy kèn bị pruo nông sân kriếm là dạ bê vì sạp đá chiến trên chỗ đó bây sạp đá ní. Sạp đá tí bây ní cứ miền ca tích tí hân hói khăn mẹn tên. Rùm tình miền ca bát bóng ở dụ chú vật bì chìa bà rốt phong khang dù thiết thằng xoan khang phong. Nhưng chẳng chìa ca tìm tìa rồi bọc khang thiết kỳ ôi kren. Nâng trời bàn lược nâng nông cây cho chá nâng. Cứ trời ôi khang rù xí nâng đọa con tuộp rồi bọc luôn chìa bình toàn chanh bì bà tê ôi kren. Hai chùm nói tí bây cứ security guarantees. Cứ ca thề nia xong thầy sốc bị kháng sẵn nạ bởi tế rù xì. Đối chứ này chẳng nói chẳng bày ní nâng trời thuơ láng đợt ngay ní khăn ông kê cho chá. Tam bì đạo rồi viên phía kỳ từng bì. Hai khi nhầm bà chạy chung tha. Tam bất kháng phía kỳ tiền rù xì tiền ôi kháng nấu tài miên chùm nứa thá. Cả là ca chuộp cho chá bì phía xa thân nhận nhóp. Nâng ai tùm lúc tùm liê phía tòa chó. Nâng ách mình thu mình thôi phiếp tàn tăng khăn ông sừng kriếm rồi viên bởi tế ôi kre nâng rù xí nơi lớn được đầy ôi kre nâng bà. Bà dương kết tam dạ chùm nuộp cả nạ bộ tế phu rù xí nâng ôi kre nâng cứ bộ tàng lược nế đại cổ nâng cạt mình là ảnh ní cứ dạ phê bồn lược hay bà bộ tàng chùm nuộp bộ tàm trái cả bộ tế sơ gê la vô nâng lúc cô lệ ba cà phê phê thamay thamay nè tù kì thiết cư phía kì thằng phía chụp nè pram lược tài hài lúc xảy ra trong trăm ban cà phê chùm nuộp đầu viên ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរគឺខាងអ៊ុយក្រែនបានមើលឃើញអេរយាបតរបស់ខាងលោកឡាវរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសរុស្ស៊ីគឺហាក់ដូចជាមានភាពប្រងើយកន្តើយនិយាយបែបលេងសើចច្រើនមិនដូចហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ពីស្ថានភាពសុខទុក្ខរបស់អ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែសោះចង់ដឹងពេលនេះវិញថាតើអេរយាបតរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេស
ក៏ដូចជាអរិយាបថអ៊ុយក្រែនផងដែរថាតើមើលទៅអរិយាបថទាំងសងខាងតើមានការប្រែប្រួលមានការគោរពគ្នាជាងមុនទេបាទ បាទបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកមីខៃឡូពូដូលីយ៉ាតាដែលថានៅពេលនេះអេយ៉ាបតពីខាងភៀកគីរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាទូលទុនជាងមុនដោយសារតែកាលពីមុននឹងគឺខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគឺទៅដល់សម្លុតខាងភៀកគីអ៊ុយក្រែនបណ្ដោយហើយយកប្រៀបនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះយកទៅសង្កត់ទៅលើខាងប្រតិភូរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនយកសង្គ្រាមនឹងនៅត្រង់ថាខាងប្រទេសរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានប្រៀប ខ្លាំងមែនទែនក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងចឹងហើយកាលពីមុននឹងគឺភៀកគីខាងរុស្ស៊ីនឹងហាក់ដូចជាពង្រឿយគេតើអីមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានតែគម្រាមកំហែងសម្លុតប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេគិតថាចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកគឺខាងភៀកគីរុស្ស៊ីនឹងហាក់ដូចជាបន្ទន់អេយ៉ាបតខ្លះបន្ទន់អេយ៉ាបតប៉ុន្តែថាខាងរុស្ស៊ីនឹងមិនសម្លុតទៅលើខាងភៀកគីអ៊ុយក្រែនទេ មិនគម្រាមទៅលើភៀកគីអ៊ុយក្រែនទេហើយខាងភៀកគីរុស្ស៊ីនឹងក៏ហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ខាងភៀកគីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងជំនួបចរចាហើយនឹងក្នុងកិច្ចចរចានឹងគេមើលឃើញថាមើលទៅខាងភៀកគីរុស្ស៊ីនឹងក៏ហាក់ដូចជាដូចជាមិនរឹងតឹងហាក់ដូចជាមិនពង្រាយកន្តើយនៅអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់ភៀកគីអ៊ុយក្រែនដែរពីព្រោះចំណុចនឹងគេមើលឃើញថា តាមពិតទៅរុស្ស៊ីនឹងទំនងអញ្ចឹងមែនដោយជាការលើកឡើងរបស់លោកពូដូលីយ៉ាក់អញ្ចឹងមែនពីព្រោះឥឡូវនឹងនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងគឺរុស្ស៊ីចំណាយច្រើនណាស់ចំណាយតាំងពីកងកម្លាំងយោធាគ្រឿងយោធាឧបករណ៍ហើយនឹងការលំបាកសពបែបយ៉ាងដែរអញ្ចឹងរុស្ស៊ីប្រហែលជាបន្ទន់អេរិយាបថខ្លះក្នុងកិច្ចចរចាដោយស្វែងរកនៅចំណុចប្រសពណាមួយដែលឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាលេខលេខអក្សរ នឹងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខាងភៀកគីអ៊ុយក្រែនផងនិងខាងលក្ខណៈអន្តរជាតិផងបាទនៅមានចំណុចទៀតលោកសេរីជុំវិញស្ថានភាពនេះប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវនេះបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដោយប្រមានចំទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូអំពីការបញ្ជូនសពាវុធមកឲ្យភៀកគីអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារចំមូលដ្ឋានវឹកវើនយោធា មួយដែលមានការកឡោមមកធ្លាប់មានការចូលរួមពីណាតូដែរនៅក្បែរនឹងព្រំដែនរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញនឹងតាមទៀតផងក្រោយពីមានការប្រមានពីរុស្ស៊ីចំពោះការបញ្ជូនអាវុធពីលោកខាងលិចមកឲ្យអ៊ុយក្រែននេះតើមើលទៅណាតូអាចនឹងផ្អាកឬក៏ឈានទៅកាត់បន្ថយការបញ្ជូនអាវុធមកឲ្យអ៊ុយក្រែនទេបាទបើតាមជំហររបស់អង្គការណាតូគឺមិនប្រឈប់ទេទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនប្រឈប់ពីការបញ្ជូនគ្រឿងយោធាឧបករណ៍ ហើយនឹងផ្ដល់ជាថវិកាហិរញ្ញវត្ថុដល់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេពីព្រោះជំហរនឹងគឺត្រូវទៅធ្វើតទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាខាងភៀកគីណាតូសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពិបាកមានការពិបាកនៅត្រង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមអ្នកជំនាញរបស់ខាងសហភាពអឺរ៉ុបថាខាងកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងហាក់ដូចជាកំពុងតែមានប្រៀបនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្ដង មានន័យថាទោះបីជាអង្គការណាតូបានបញ្ជូនគ្រឿងយោធាឧបករណ៍ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងគោលដៅជួយខាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏វាមានការពិបាកពិបាកនៅត្រង់ថារុស្ស៊ីបានពមៀនហើយស្រែកហើយថាប្រទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងគឺអ្នកនោះប្រទេសនោះនឹងមានពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ស្មើនឹងប្រកាសសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសប្រទេស
đam bay vây pro ha từ lưỡi khang rusi nâng cứ bật tên nâng sma nằm bậc cao sừng kiếm chung với rusi chẳng hay bàn miền ca bị bạ bị pro sông bay tại yon ho cả đói đại miền cùng ruộng bị chun tại khang ukraine nâng có bị bạ nằm bị chun tới đái hai rusi gồm cùng riem đái tha bất kể Russia nâng cư miền sệt sọp chấp bắp khăn ông ca cầm tích cháu các buôn rột dốn đặc trường sạp phía vốt bì bò rửa tế châu lực nông bất kể Ukraine chẳng trong chấm nói tầng ổn nâng ông ca NATO xa phía bà rốt xa rốt ẩm rích mình bọc bằng cháu lực tế ẩm bì cha tàn á chọn chuối hay nâng bất đo là chư cường dự thô bà có ổn khăn bất kể Ukraine phần tác khoa nằm bì bà châu lực tự đo thì bà châu tự đo nâng đôi chìa cao bị thương hạt tất cả lòng tớ nâng cực hàng rủ xí bàn bánh mì xíl cầm bấm phlanh mù lửa than phạc phơn còn đang dù thiê rồi bọc hàng bà tê ôi kháy nơi bay kháng lệch tả hời chẳng ca bà chung còn cường dự thu bà có ai từ kháng bà tê ôi kháy
pi xã rồi làm rịch cả đói pi NATO cả đói pi Europe cả đói rứ pi bê tê na cả đói cứ trở tập phơi láng từ tam bê tê đại miền chùa prom đại nơi bê tê Ukraine phía hàng lệch nên cứ miền bê tê Poland Slovakia Hungary Romania và bài hàng thấp bông nó cứ miền bê tê Moldova nhưng chẳng bê tê tầng ăn năng ấy đại chỉ cho xâm nhập bê chun còn cầm năng bê chun trường yêu thù bê có đại chỉ การปลดล็อกเอาไอ้ปีสนาสหรัฐอเมริกาองค์การนาโต้นักสหภาพยุโรปเอาแต่อุยแคร์มันใต้ความอภิปรายบ้าอภิปรายเรื่องเชิงปัจจัยทางดามจังได้สาธัยคางเพลย์กับก้าบัดดักตามยนต์ฮะดังอัดดักมานเฮ้ยให้บัดดักตามเพลย์โกงนั่งกอบประชมนั่งกาวีประหารปีสำนักกองกำลังยูเทียร์บอปเตอร์ดูซีได้บ้าบ้าสมองคนลูกสลิมยืนอยู่บนโต๊ะตามด่านปีสถานอภิปรายบนโต๊ะที่องค์จุ่มเรียบเรียลูกเตรียมปนัสสันบ้าองค์คุณบ้า